Gần đây cái gì? Đây đây này. Nhà bên hàng thuốc này bán được không? Hai hàng thuốc ở gần nhau. Nhưng mà anh Tuần không chào cái nhà bên này. Cái nhà bên này đấy trẻ mà. Mua nhà ông Nghi anh. Mua lại chứ không phải nó mua của nhà mình đúng không? Thế ra hóa ra cái đất nhà mình vẫn là đất bán hàng thuốc nhỉ? Đúng không? Vâng. Hai cái nhà mình bán cho họ đều mở hàng thuốc hết đúng không? Không, nhà ông Nghi là nhà khác anh ơi. Là nhà cận. Thế à? Còn cái nhà bên cạnh nó để không hay là khác? À, thế nó lại không bán hàng thuốc nữa? Không bán, không, không, nó có bán mở hàng thuốc đâu, nó không bán cái gì ấy. Dạ, nó thế. Bán trên chợ rồng, nó bán trên chợ. Thế nó cứ đóng cửa để đấy. À, chồng nó chết rồi đấy. Thế nó mua lại của ông gì đấy? Mai, Mai. Mai Lụa. Mai Lụa. Mai Lụa. Mai Lụa lên Hà Nội. Không, ở Nam Định. Chết. Ông chết. Ô thưa. Ung thư vòng họng. Ồ thế à? Cái ông đấy là nhanh nhẩu lắm đúng không? Vâng. Hồi mua đất nhà mình, mua cái nhà mình cũng nhanh nhẩu nhất đấy. Vâng. Nhanh nhẩu hơn cái ông này này. Cái ông này có phải là cái ông mua cùng nhà mình không nhỉ? Không, mua lại. Ông Bình khác. Ông Bình khác, có cái ông Bình. Ông Bình là ông lên Hà Nội đúng không? Là ông vẫn còn chứ à? Úi giời, ông giàu lắm. Ông mua nhà đường Trường Chinh gần chỗ nhà anh ấy. Ờ. Bây giờ nó xong có đền bù nó nằm mà nó mở rộng cho anh đền bù vô ông ấy đấy. Ừ. Nó lấy hết cả nhà luôn. Ừ, chắc cái hàng đây à? Vâng. Vâng đây này. Đây anh dẽ vào đây. Tí nữa em sẽ vào em bảo này. Chúng tôi vào đây ăn thử cái món nào ngon nhất rồi giới thiệu. Đi dẽ vào đây. Anh dẽ vào đây cơ mà. Bên kia. Bên này, không, bên này, này. Bên này. Cái nhà to này. Đây, dẽ vào đây này. Vòng lại rồi vượt quá. Mất. Anh nuôi lại được không ạ? Nuôi này có một quãng ạ, có mấy mét mà. Tôi vào đây nhà tôi sắp có việc. Đây này tôm tiếc cái này, các thứ cả. Không, không biết ăn được. Cái này không ngon. Anh hiểu không? Em sẽ bảo là nhà tôi sắp có việc, anh em tôi ăn những món nào ngon. Không cần thì nói thì ăn thử. Không có việc thật, đến sau này có việc thật thì gì. Không, người ta toàn nói thế à? Tư vấn thôi để mình biết đường. Mình không ăn thường xuyên ấy thì mình bảo như thế. Nó tư vấn cái món ngon ảnh hưởng gì ai đâu. Mình có phải là mình đặt ngày đâu mà sợ. Có không gian nổi tí. Vâng, không gian rộng, sân rộng để xe rộng. Nó gần nhà mình nhỉ? Vâng, đây anh dẽo được nhỉ? Như kiểu tổ chức tiệc cưới. Cưới đây mà, các kiểu mà. Các hôm nay nhậu nhà các kiểu luôn. Hôm nay qua nhưng mà đông, mọi lần đông lắm. Thứ bảy chủ nhật cơ thì đông. Ừ. Ông chồng chị. Đánh đầu luôn, tí nữa phải quay ra luôn đúng không? Đỗ trên đấy hả anh? Để quay đầu đi. Vâng. Sân rộng đỗ đâu chứ. Không, nhưng tí nữa mình đỡ quay đầu ấy. Tí sẽ đông ấy, mà lần đông nắm cứng ngắc tí luôn. Tí nữa nó muộn là... sẽ đông. À. Thì lại là... Có thể nó đông thì lại mình ấy. Ok, ok bác. Anh nghe gì đâu, ok.